Tách thân người thành hình zigzag. Trình diễn. Đây là một phiên bản khác từ màn cưa người nổi tiếng của David Copperfield. Nhưng ở đây thay vì cưa người làm đôi theo chiều ngang, trợ lý của nhà ảo thuật sẽ bị cưa làm ba và bị đẩy sang hai bên thành hình zigzag, thậm chí đổi chỗ các hộp để các bộ phận tách ra. Kết thúc màn trình diễn, nhà ảo thuật sẽ ghép các hộp lại và người trợ lý bước ra mà không hề hấn gì. Sự thật, trò ảo thuật này lợi dụng hiệu ứng ảo ảnh thị giác. Thực chất chiếc hộp dùng trong trò này có kích cỡ khá lớn, đặc biệt là phần đáy đủ để che khuất phần thân người trợ lý lúc ngồi xuống. Khi hộp đóng lại, trợ lý sẽ ngồi xuống để đầu vào ô cuối cùng. Nhà ảo thuật sau đó sẽ đổi vị trí các ô trên, nhưng bên trong lúc này là các phần của hình nộm mà thôi. Màn ảo thuật xuyên người. Trình diễn. Người trợ lý đứng vào trong một chiếc hộp nhỏ và hẹp, có lỗ ở giữa, được bao phủ bằng một lớp rèm. Nhà ảo thuật sẽ đi xuyên qua cái lỗ đó, cũng đồng nghĩa với việc xuyên qua cơ thể của người trợ lý. Sự thật, chiếc hộp nhìn thì nhỏ và hẹp, nhưng đủ rộng để một thân người có thể lách hẳn sang một bên. Cá vàng trong chai. Trình diễn. Nhà ảo thuật đưa ra một cái chai đầy nắp có nước bên trong. Sau đó, cái chai sẽ được phủ lên một chiếc khăn kèm theo một vài câu thần chú và khi dở ra sẽ có một con cá xuất hiện. Sự thật, trên miệng chai có một miếng đệm bị che khuất bởi chiếc nút. Khi nhấc chiếc khăn lên, nhà ảo thuật cũng rút chiếc nệm ra để con cá chui xuống nước. Chiếc ghế ma thuật. Trình diễn. Nhà ảo thuật ngồi lên ghế, sau đó chiếc ghế được bỏ ra mà ông vẫn giữ nguyên tư thế ngồi giữa không trung. Sự thật, có một bộ khung được giấu sẵn ở đó và nhà ảo thuật đang ngồi lên. Màn trình diễn này tương tự với trò ảo thuật mà một số thầy yoga vỉa hè từng làm, đó là lơ lửng trên không chỉ bằng một chiếc gậy. Tự cởi trói. Trình diễn. Nhà ảo thuật mặc một chiếc áo rộng theo chiều ngược, trong đó hai tay bị trói lại rồi phủ một tấm màn lên. Khi màn kéo ra, nhà ảo thuật đã thoát thành công. Một số phiên bản khác, nhà ảo thuật có thể bị treo ngược để tăng độ khó. Sự thật, trước khi bị trói, nhà ảo thuật đã phải hít một hơi thật sâu. Đến khi thở ra, trong chiếc áo sẽ có một khoảng không gian đủ để cử động tay và thoát ra. Chiếc đầu lơ lửng. Trình diễn. Nhà ảo thuật đứng lên sân khấu và rồi đầu của anh tự nhiên rơi xuống ngang ngực. Sự thật, trong áo của ảo thuật gia có một hệ thống với cấu trúc hình tam giác bao gồm hai que gỗ và một chiếc mắt nằm ngang. Chính chiếc mắt này đã giữ cho chiếc áo nguyên hình dạng khi người mặc cúi xuống, tạo cảm giác vai của anh vẫn ở trên, trong khi đầu thì rơi xuống. Giàu có hơn người bình thường nên các du khách tại Dubai cũng có những yêu cầu quái gở chẳng giống ai. May mắn thay, bên cạnh họ luôn có những vị thần đèn xuất chúng, nhân viên concierge. Nhân viên concierge là những người làm việc trong khách sạn, phục vụ và cung cấp các dịch vụ theo mong muốn của khách hàng. Khi một quý ông người Qatar yêu cầu nhân viên concierge tại khách sạn Raffles Dubai chuyển tới vợ mình một món quà, người nhân viên chỉ gật đầu. Vâng, thưa ngài, ngài định tặng gì ạ? Vị khách đáp, một chiếc Rolls-Royce Ghost mẫu mới nhất, được chuyển tới Qatar ngay trong tối hôm sau. Đó là câu chuyện của Haroon Aboul Nasser, giờ đang là trưởng bộ phận concierge tại khách sạn Habtoor Palace vào năm 2012. Đối với Upon Stella, anh chưa bao giờ gặp phải một yêu cầu nào khó khăn đến vậy trong suốt 14 năm làm nghề concierge của mình. Tôi toát hết cả mồ hôi, anh nhớ lại. Bởi lẽ hôm đó đã là tối thứ Năm, mà thứ Sáu lại là ngày nghỉ lễ ở Dubai, nên hầu hết các cửa hàng và dịch vụ sẽ đóng cửa. Không chần chừ, Upon Stella lao ngay đến showroom của Rolls-Royce và vào 20 giờ ngày hôm đó, anh đã có trong tay chiếc Ghost theo yêu cầu. Nhưng làm thế nào mà anh ấy có thể vận chuyển chiếc xe trị giá 300.000 USD này qua quãng đường hơn 600 km trước tối ngày hôm sau? Sau một hồi liên lạc khắp nơi, cuối cùng anh đã gặp được một người đồng nghiệp có chú làm trong ngành vận tải. Người này đồng ý chở giúp anh chiếc xe bằng đường hàng không, nhưng với mức chi phí không mấy dễ chịu. Khi Upon Stella thông báo lại cho vị khách người Qatar về số tiền vận chuyển lên đến 95.000 USD, vị khách chỉ đơn giản đáp, cứ làm đi, đừng bận tâm đến tiền. Làm hài lòng khách hàng bằng mọi giá là phẩm chất cần có của bất kỳ thành viên nào trong Les Clefs d'Or, một hiệp hội các nhân viên concierge quốc tế. Với một mạng lưới gồm 4.000 thành viên trải rộng khắp 80 quốc gia khác nhau, họ tự hào vì là người biến những điều không thể thành có thể. Ella Lenzenes, trưởng bộ phận concierge của khách sạn 5 sao Fairmont Dubai, đồng thời là một thành viên của Les Clefs d'Or, cũng từng phải tiếp một vị khách có yêu cầu oái âm. Nhiệm vụ của anh là đi tìm một nhà tạo mẫu tóc người Liban, thuyết phục anh hủy mọi cuộc hẹn để lên du thuyền phục vụ một vị khách trong vòng 3 ngày. Nữ du khách nói rằng cô không có đủ thời gian để đi làm tóc sau chuyến du thuyền mà cô lại cần sẵn sàng cho bữa tối. May mắn thay, Lenzenes đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Anh cho biết, điều quan trọng nhất là làm hài lòng khách hàng và khiến họ hạnh phúc. Cô ấy rất thích kiểu tóc mà nhà tạo mẫu đã làm cho mình. Mỗi năm Dubai đón tiếp hơn 15,8 triệu du khách nghỉ đêm tại các khách sạn bởi nơi đây là điểm công tác và du lịch nổi tiếng. Khách hàng có những đòi hỏi rất cao. Xa xỉ đã nằm trong máu Dubai. Abisam, chủ tịch Les Clefs d'Or tại UAE cho biết, khách thuê phòng đã từng đưa cho Sam một lọ nước hoa gần như trống rỗng và không nhãn mác. Họ mua ở Dubai vài năm trước nhưng không nhớ chính xác địa điểm này ở đâu. Theo Sam, ở Dubai có 200 cửa hàng nước hoa nhưng không hàng nào biết về sản phẩm này. Cuối cùng, anh phải mang chiếc lọ đó tới một nhà sản xuất. Người này đã phân tích các thành phần bên trong và làm lại một lọ với mùi hương y hệt. Khi tôi đưa cho cặp đôi du khách ấy, họ đã rất bất ngờ. Họ đã mất 4 ngày tìm kiếm nó, Sam nhớ lại. Sẽ có những thách thức được đặt ra, nhưng nếu là một nhân viên concierge giỏi, bạn sẽ làm được mọi thứ họ yêu cầu. Còn Upon Stella lại cho rằng tiền sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Chỉ cần có tiền, ai cũng sẽ phục vụ bạn. Đối với anh, những khách hàng tính toán chi ly mới là thử thách thực sự. Những vị khách này sẽ sử dụng Instagram và lên kế hoạch trước khi họ tới. Họ biết mình đang nói gì, Apollinaro cho biết. Họ đã nghiên cứu kỹ các địa điểm, họ biết mình muốn gì và họ luôn làm khó các nhân viên concierge để được giảm giá phòng hay những ưu đãi khác. Tuy nhiên, Sam tin rằng những vị khách thế này sẽ giúp nhân viên khách sạn nâng cao trình độ. Bạn cần phải hiểu biết hơn khách hàng. Điều này sẽ giúp chúng tôi năng động hơn, đam mê. Nhờ thế chúng tôi sẽ có đủ kiến thức để phục vụ khách hàng của mình. Nói về nghề nghiệp của mình, Sam kết luận, bạn phải trở thành người bạn thân nhất của khách hàng, là mọi thứ mà họ có khi họ nghỉ ngơi trong khách sạn.